192 Trần Huỳnh Như chuẩn bị. Chúng ta đang theo dõi phần thi của Lê Nga với chiều cao 1m70, số danh 207. Cảm ơn rất nhiều đội bóng hôm nay trong hoàn thành phần thi của mình. Chúng ta đến với thí sinh tiếp theo mang số danh Lý Huy Lâm chuẩn bị. Chúng ta theo dõi phần thi của Nguyễn Thị Hương Giang với chiều cao 1m69, số danh 191. Lý Huy Lâm với chiều cao 1m87, số báo danh 202. Chúng ta theo dõi phần thi của thí sinh Lý Huy Lâm với chiều cao 1m87, số báo danh 202. Cảm ơn rất nhiều phần thi của Lý Huy Lâm. Chúng ta theo dõi phần thi của thí sinh Đoàn Viết Thành, số danh 209, với chiều cao 1m86. Cảm ơn rất nhiều Phương Tú Vy đã hoàn thành phần thi của mình. 303 Nguyễn Huỳnh Kim Oanh chuẩn bị. Chúng ta nghe theo dõi bước cải các bước để thực thi của thí sinh mang số danh 214 Vũ Quỳnh Trang với chiều cao 1m71. Cảm ơn Quỳnh Trang rất nhiều đã hoàn thành phần thi của mình. Chúng ta đến với chiều cao 1m79 trình diễn. Thí sinh tiếp theo 190 Kiều Thị Mai Chi. Cảm ơn rất nhiều. Thí sinh tiếp theo là Alex với chiều cao 1m85 và số danh 380. Thí sinh tiếp theo Hana mang số danh 381. Thank you, Les. Chào mừng thí sinh tiếp theo Trần Thanh Trường 131 với chiều cao 1m80.